Vâng, kính thưa thầy cô, các anh chị và các bạn, lời đầu tiên cho phép tôi được cảm ơn Hội Hô hấp Thành Việt Nam đã cho phép chúng tôi trình bày trong cái hội thảo của Hội nghị khoa học của hội với cái tên đề tài là Liệu pháp bộ ba tiến bộ mới trong điều trị kiểm soát hen. Phần trình bày này được thực hiện bởi tiến sĩ Lê Thường Vũ. Thì trong phần trình bày này thì chúng tôi sẽ trình bày ba phần. Thứ nhất là mặc dù là chúng ta đã có những điều trị rất tốt, nhưng mà hiện nay á, cái tình hình hen không kiểm soát vẫn để lại một cái khoảng trống quan trọng trong cái việc điều trị ở nhiều bệnh nhân. Và vì vậy đó thì chúng tôi sẽ đề cập đến vai trò của LAMA, tức là cái kháng cholinergic tác dụng dài trong điều trị hen, và qua đó thì nhấn mạnh cái vai trò của liệu pháp của bộ ba với những cái bằng chứng mới nhất. Thì nghiên cứu này khảo sát cái tần suất trẻ 13 14 tuổi khò khè để so sánh cái tần suất khò khè ở Việt Nam và cả thế giới. Thì qua cái nghiên cứu này thì tác giả Lai ghi nhận rằng khò khè ở Việt Nam rất là phổ biến với cái tỷ lệ là trên 20%. Và điểm đặc biệt quan trọng là tôi nhất muốn nhấn mạnh trong cái nghiên cứu này là tỷ lệ khò khè nặng lên tới 7,5%. Thế thì những bệnh nhân mà hen đó nó có nhiều triệu chứng, nó vẫn khò khè nhiều như vậy đó, thì nó sẽ dễ gọi là mắc hen không kiểm soát. Thì cái tình hình hen không kiểm soát không những ở Việt Nam, ở châu Á mà trên toàn thế giới. Thì qua cái nghiên cứu này đó, thì các anh chị thấy là cho dù ở châu Á, Thái Bình Dương hay là châu Âu hay là Mỹ, thì tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ bệnh nhân đến cấp cứu và tỷ lệ đi khám trong đợt trước rất là quan trọng ở những bệnh nhân hen. Và nếu mà mình chỉ nói châu Á, Thái Bình Dương thì rõ ràng là mình sẽ đặt câu hỏi là ở thế Việt Nam thì sao? Thì chúng tôi cũng có cái số liệu của Việt Nam. Thì cái số liệu của Việt Nam ở ở cái cột cuối cùng cho thấy là khoảng 1 phần 3 bệnh nhân hen hoặc là phải đi nhập viện, hoặc là phải khám cấp cứu, hoặc là nghỉ làm, nghỉ học. Thế thì lý do tại sao mà hen ở Việt Nam và ở những nước khác vẫn chưa được kiểm soát như vậy? Đó là vì nhìn chung á, cái tần suất mắc hen á, là khá là phổ biến, nó dao động rất là nhiều tùy quốc gia, nhưng mà ở Việt Nam á, nó là có một tỷ lệ quan trọng đáng kể là khoảng 4% bệnh nhân. Và trong đó thì khoảng chỉ có 30% bệnh nhân được điều trị thuốc kiểm soát một cách đầy đủ. Và chính vì không có điều trị kiểm soát đầy đủ, thành ra là tỷ lệ bệnh nhân mà còn hen mà chưa được kiểm soát thì khá là cao, tức khoảng 40% bệnh nhân. Thế thì cái biểu đồ này nó cho mình nhìn nhận cái tầm quan trọng của những cái bệnh nhân gọi là thực sự gọi là hen nặng. Thế thì chúng tôi thì muốn thêm vô một cái khúc mà ở những quốc gia như đang phát triển như Việt Nam chúng ta có thể rất là thường gặp, đó là những cái bệnh nhân hen mà có triệu chứng và chưa kiểm soát do không dùng một tí thuốc nào. Thì ở cái quốc gia như chúng ta đó, thì ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì cái điều này chắc là hiếm, nhưng mà ở vùng sâu vùng xa có rất là nhiều bệnh nhân chưa được sử dụng ICS hoặc ICS LABA. Thế thì cái tình trạng phổ biến hơn với các quốc gia khác và ở những cái trung tâm lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đó, là hen sau khi được kiểm soát bằng ICS LABA trên hầu hết các bệnh nhân thì vẫn còn 24% vẫn còn 24% có triệu chứng và không kiểm soát. Nhưng mà nếu mà mình điều trị tích cực bằng cách là theo dõi cái chế độ điều trị, theo dõi cái dung nạp sử dụng thuốc, theo dõi cái cách sử dụng bình hít đúng, thì mình sẽ loại được 17% mà mình gọi là hen khó trị do những cái vấn đề là không tuân thủ điều trị, do sử dụng bình hít kém, do còn tiếp xúc với cái còn tiếp xúc với cái yếu tố khởi phát. Và như vậy thì chỉ có khoảng 4% bệnh nhân là thực sự có hen nặng, và những bệnh nhân này cần phải tăng thuốc hen. Chính vì vậy thì cái việc mà điều trị bệnh nhân hen rất là quan trọng. Mình làm sao mình phải quản lý thiệt tốt cái tình hình sức khỏe của bệnh nhân, thì
Về cơ bản đó, người ta hay nói là hen là phải có ICS, và đúng thật cái ICS là rất quan trọng, giúp kiểm soát 60% bệnh nhân hen. Nhưng mà sau khi là mình sử dụng ICS rồi, còn 40% không đáp ứng thì mình sẽ không đủ kiểm soát, thì mình sẽ phải tăng thêm LABA. Thì trong cái nghiên cứu này người ta sử dụng ICS và ICS LABA là hai cái nhánh, và cái liều lượng nó được tăng dần. Nhưng mà chung cuộc thì vẫn còn những cái bệnh nhân, khoảng 20% các bệnh nhân chưa có được kiểm soát hen, mặc dù là đã sử dụng cả hai thuốc và liều càng ngày càng tăng. Nhìn chung trên thực tế lâm sàng luôn luôn có một tỷ lệ đáng kể, và trong trường hợp này là mình tính là khoảng 39% bệnh nhân mặc dù là có điều trị hoặc là không điều trị, nhưng mà cái điều trị nó không giúp bệnh nhân đạt mức kiểm soát, và như vậy thì mình gọi là điều trị dưới mức. Đó là lý do tại sao mà mình phải nghĩ đến những cái điều trị thêm vào cái nền ICS LABA, là một cái nền rất là phổ biến cho hầu hết các bệnh nhân. Thì đó là cái vai trò hoặc là của những cái thuốc sinh học hoặc là những cái thuốc non-biologic. Nhưng mà như là LAMA, tức là kháng cholinergic tác dụng dài, và cái bài này sẽ tập trung vào. Thì chúng tôi sẽ trình bày kế tiếp vai trò của LAMA trong điều trị hen. Thì LAMA là cái thuốc kháng anticholinergic. Và tại sao mà mình thấy cái thuốc này có thể giúp ích trong điều trị hen? Thì các anh thầy cô, các anh chị biết là cái chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine thì nó có ở trong cái đường hô hấp, và nó có thể tác động lên những cái thực thể muscarinic M1, M2 hay là M3. Và thường thường thì acetylcholine có cái khuynh hướng là làm co thắt phế quản, là làm tăng cái tình trạng viêm và làm tăng cái tiết nhầy. Chính vì vậy khi mà mình dùng cái kháng cholinergic, kháng muscarinic tác dụng dài, thì mình làm đảo ngược cái quá trình này, làm giảm tiết nhầy, giảm viêm, và đặc biệt quan trọng nhất là làm giảm co thắt phế quản, làm giảm cái tăng hoạt tính phế quản, cũng như là bớt cái sự ảnh hưởng lên cơ trơn và tái cấu trúc của cái đường thở. Và người ta thấy là cái việc mình phối hợp cả ba thuốc bao gồm ICS là corticoid, bao gồm LABA là đồng vận beta tác dụng dài, và bao gồm là LAMA là kháng muscarinic tác dụng dài á, thì nó sẽ có tác dụng hiệp đồng. Hiệp đồng nghĩa là sao? ICS á, thì ức chế đáp ứng viêm và giúp tăng tổng hợp các thụ thể của LABA, LAMA. Và đối với LAMA đó thì nó làm giảm cái co thắt của đường thở, và đối với LABA đó thì làm giãn cơ trơn đường thở. Và chính vì vậy á, thì nó cải thiện được cái chức năng hô hấp và cải thiện được đợt cấp. Bên cạnh đó thì mình cũng có một điểm lưu ý là LABA và LAMA nó có phân bố vị trí khác nhau trong phổi, thành ra nếu mà mình phối hợp á, thì toàn bộ cái đường thở sẽ được kiểm soát cái tình trạng co thắt phế quản tốt hơn là chỉ là một trong hai thuốc. Và như vậy đó thì thay vì những cái Gina xưa hơn mà nói thẳng ra là ở bậc 4, bậc 5 đó, thì mình nếu mà mình kiểm soát bằng ICS LABA không được đó, thì mình thêm tiotropium. Thì ngày nay Gina 2021 đó, thì nói rằng ở bậc 4, bậc 5 nếu mà chúng ta kiểm soát không được thì chúng ta có quyền thêm LAMA. Và như vậy thì các đồng vận các gì đó chất kháng muscarinic tác dụng dài bao gồm tiotropium hay là dicotropium hay là umeclidium đều có thể được sử dụng ở cái bậc 4 và bậc 5 cho hen phế quản. Thế thì câu hỏi là liệu pháp bộ ba đó vừa ICS, LABA và LAMA đó, thì sẽ có những cái chứng cứ gì mới nhất gần đây? Thế thì chúng tôi xin cập nhật một loạt những cái nghiên cứu mà nền tảng của cái sản phẩm
mà phối hợp indacaterol, licorice, niêm và mometasone. Thế thì chúng người ta đã nghiên cứu cái thành phần này trên khoảng hơn 7.500 bệnh nhân và trên 4 cái nghiên cứu lớn. Thì đầu tiên á, là nghiên cứu Quartz, xin lỗi, với so sánh là liệu cái indacaterol với mometasone á, có tốt hơn là một chất là ICS hay không. Nghiên cứu thứ hai thì so sánh indacaterol với mometasone và chứng tỏ là nó tốt hơn về cả triệu chứng lâm sàng lẫn FEV1 ở cái liều ICS trung bình. Và hai nghiên cứu cuối cùng thì là so sánh một cái phối hợp ba chất bao gồm indacaterol, licorice, niêm và mometasone so với hoặc là hai chất tức là ICS là 30, tức là indacaterol và mometasone, hoặc là so sánh với ba chất luôn, nhưng mà trong trường hợp này là seretide đó, tức là salmeterol, fluticasone và tiotropium đó. Thế thì chúng tôi sẽ xin trình bày cụ thể các nghiên cứu ở dưới đây. Nhưng mà nhìn chung là như vậy thì chúng ta thấy là một cái số lượng nghiên cứu rất là lớn, từ số lượng bệnh nhân cao sẽ giúp ích mình hiểu được cái vai trò của cái phối hợp ba thuốc này. Thì lý do tại sao mà mình chọn mometasone, tại vì đây là một cái ICS rất là hiệu quả. Khi mà mình so sánh mometasone với budesonide, với fluticasone, với micromethasone, thì mặc dù là xưa giờ mình biết rằng fluticasone là một trong những cái ICS có cái hiệu quả cao nhất, mạnh nhất, nhưng mà trong trường hợp này thì mometasone là có hiệu quả gần như là vượt trội so với budesonide và micromethasone, và không có khác biệt có ý nghĩa với fluticasone. Nên có thể nói là mometasone là một cái corticoid huyết tốt, hiệu quả hơn những cái corticoid huyết kinh điển khác. Thế thì đây là cái nghiên cứu mà có thể giúp mình thấy được cái hiệu quả của cái phối hợp ba chất indacaterol, licopirenium và mometasone trong cải thiện chức năng phổi so với ICS LABA, mà dù là indacaterol, mometasone hay là salmeterol, fluticasone. Thì ở bên tay trái mình thấy là cái chức năng phổi được cải thiện so với indacaterol, mometasone. Ở bên tay phải là mình thấy chức năng phổi được cải thiện hơn so với salmeterol và fluticasone. Và các anh chị cũng thấy với mức P là rất là có ý nghĩa thống kê, và khoảng cái FEV1 là nó cải thiện từ 60 cho đến hơn khoảng 100 ml. Thì từ cải thiện cái chức năng phổi nó sẽ dẫn tới là cải thiện tần suất được cấp, và cái điều này rất là quan trọng đối với những bệnh nhân hen không có được cấp, không phải nhập viện. Thế thì cái phối hợp đa chất của mình là giúp giảm trung bình là khoảng 19% mức đợt cấp vừa và nặng so với salmeterol fluticasone dù là sử dụng ở liều cao hơn. Thế thì có một cái điểm quan trọng nữa, là trong phối hợp ba chất của mình đó, có cái tác dụng nhanh hơn so với salmeterol và fluticasone. Thì đối với bệnh nhân hen, một khi mà họ hít vô mà họ không thấy nó dễ thở liền, họ rất là mất tin tưởng. Mà đó là một cái điều mà salmeterol, fluticasone có thể gặp phải, trong khi là indacaterol, licopirenium và mometasone thì cái chừng 5 phút thôi là nó bắt đầu có tác dụng giãn phế quản, thành ra là bệnh nhân có thể cảm nhận được cái hiệu quả của thuốc liền. Thế thì
Đây là cái nghiên cứu cuối cùng và cái nghiên cứu quan trọng nhất mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, là nó chứng tỏ là cái phối hợp bộ ba đó thì này đó là bao gồm incazaketoron, lycopyrrolium và monoetazole cải thiện chức năng phổi và cải thiện đợt cấp so với tốt hơn cái bộ ba khác mà phối hợp hai cái bình thức khác nhau là samethasone, fluticasone và tiotropium. Thì ở cái thời gian là 24 tuần đó thì cái chức năng phổi là cải thiện có ý nghĩa so với cái bộ ba mà tách rời, và cái mức cải thiện này là có ý nghĩa ở cái hình bên tay phải. Mình thấy là cái P là nhỏ hơn 0,001, và từ cái đặc điểm là mình có thể cải thiện FEV1 thì mình cái bộ ba này có thể giúp cải thiện tần suất đợt cấp so với cái phối hợp tự do samethasone fluticasone kèm với tiotropium mà tách rời. Và cái khác biệt là có ý nghĩa thống kê với cái mức giảm đợt cấp là tới 43%. Chính vì vậy thì chúng tôi muốn đi đến một số kết luận. Thứ nhất là hiện tại đó thì hen không kiểm soát sẽ ảnh hưởng tới cái gánh nặng kinh tế cho cả bệnh nhân và lẫn xã hội. Và khi mà chúng ta điều trị cơ bản bằng ICS/LABA thì có thể kiểm soát được khoảng 60-80% bệnh nhân, nhưng mà có tỷ lệ không nhỏ những cái bệnh nhân vẫn chưa đạt được kiểm soát hen hoàn toàn. Thì ngoài những cái việc là phải chỉnh sửa cho bệnh nhân cái kỹ thuật hết, nhấn mạnh cái tuân thủ điều trị, thì cái lựa chọn ICS LABA/LAMA là một cái lựa chọn rất là logic, rất là hợp lý, có tác dụng hiệp đồng trên bệnh nhân hen. Và cái một khi mà mình sử dụng trong cùng một dụng cụ một lần một ngày thì nó rất là thuận tiện cho bệnh nhân, bệnh nhân ít có bao giờ quên, và nó giúp cải thiện chức năng phổi, giúp cải thiện cái chất lượng cuộc sống, làm giảm đợt cấp hơn so với một cái bộ ba mà nằm ở hai bình thức khác nhau, samethasone, fluticasone. Và như vậy á, thì nó rất là thuận tiện và nó hiệu quả nhanh, nó làm cho bệnh nhân rất là tin tưởng. Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các anh chị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe.